Đối với Kỳ. Gì? Chả hiểu sao ông lại quý mày hơn tao, trong khi người lo lắng nhất cho ông lại là tao. Cho anh ở đấy. Lấy chồng đi. Không. Thật đấy. Rồi à? Bố dậy rồi ạ. Để con đi lấy đồ ăn sáng cho bố. Ông ơi, ông dậy rồi. Ông ơi đây ạ. Đem một cốc. Để cháu rửa mặt cho ông nha. Để cháu lau mặt cho ông nha. Ôi, ông ơi! Ông ơi, ông làm sao đấy ạ? À? Anh đỡ ông dậy đi. Ông làm sao thế hai đứa? Ông phải đi khám thôi. Bố ơi, bố có làm sao không ạ? Ông ơi, ông thương cháu thì ông đi viện đi. Khám vèo một cái là xong. Bác sĩ lại là bạn của cháu. Ông không bị đau đâu ạ. Không đi viện đâu. Anh nhớ. Còn đây ạ. Lấy cho tôi ăn rồi uống thuốc. Con nhớ thổi thật kỹ rồi hãy bón cho ông nhé. Dạ. Đông. Đông. Con làm sao thế? Con đừng làm bố lo nhé. Bố ạ, con đã suy nghĩ kỹ rồi. Con xin lỗi vì đã không tin lời của bố. Con hứa với ông rồi, con quyết định sẽ lấy vợ luôn trong năm nay. Thật thế không? Tốt quá rồi, con nghĩ như thế mới đúng mới phải chứ. Làm thằng đàn ông trong nhà là phải như thế. Bố vào với ông đây. Thật á? Chuyện hôn nhân cưới xin là chuyện cả đời, mãi cứ như trò đùa ấy nhở? Nhỡ sau này anh với người ta sống không hạnh phúc, cả ông cả bố ân hận à? Anh cứ tưởng là báo hiếu nhưng mà lại là bất hiếu đấy. Anh suy nghĩ kỹ đi, rồi vào nhà mà nói chuyện với ông với bố. Không, mày không tin thì thôi, kệ tao. Đông ơi là Đông ơi. Chuyện thấy bói như thế mà anh cũng... Đừng có nhắc chuyện bói toán ở đây. Ông mà nghe thấy, thêm lo đấy. Còn cả mày nữa. Vì ông. Suy nghĩ kỹ đi. Ông có thương cháu không? Ông bảo cháu thích gì ông cũng thích nấy, đúng không?
Bây giờ cháu chỉ mong ông khỏe mạnh để sống thật lâu với cả nhà. Ông có đồng ý không? Thế ông lên thành phố khám bệnh với cháu nhé. Ông sợ? Không. Ông mệt rồi, ông muốn nằm. Tôi thế thì về đây ông nuôi, để ông tìm cuối năm ông gả chồng cho. Đến lúc đấy muốn đưa ông đi khám ở đâu thì khám, còn nếu không đi đi.